Cậu định làm gì nữa? Ở đằng kia có hai chiếc dù an toàn, và tôi mặc vào một chiếc rồi nhảy xuống đó. Phải nhảy xuống à? Vâng, đúng vậy. Ông ta nói gì? Ông ta nói đằng kia có hai chiếc dù và ông ta phải lấy một chiếc. Để yên đấy. Anh đến đây nào. Ông khoác dù cho tôi nào. Ông ta nói gì? Ông ta muốn tiền khoác dù cho ông ta. Người nước ngoài thật là ích kỷ đi. Được rồi, quay sang bên kia. Này, tạm biệt nha. Chúc hai người may mắn. Đại sư chỉ còn một chiếc dù tính sao nào? Cứ yên tâm, chứ không ta không phải là chiếc dù. Đại sư, thầy cũng không có đạo nghĩa. Và lúc này không phải nó chết thì là tôi chết, còn có đạo nghĩa gì nữa chứ? Mau mặc chiếc dù vào đi. Không được, chiếc này là phải để cho tổ tiên tôi. Cậu có muốn ông ta làm thi thể phi thiên không? Ai biết ông ta là tổ tiên của tôi? Mạng sống của cậu còn quý giá hơn ông ta. Tổ tiên à, hãy bảo trọng. Ngu ngốc làm như vậy này. Tôi ngu nhưng rất có hiếu. Chết lâu rồi mà còn sợ chết à? Ông còn tư cách gì làm tổ tiên của người ta hay không? Đại sư đừng chửi tổ tiên của tôi chứ. Tôi không chửi đâu, tôi sẽ đạp ông ta xuống đây. Thế còn cậu thì sao? Tôi sẽ hy sinh, mong rằng thầy có thể bình an mang tổ tiên của tôi trở về Hồng Kông. Tôi sẽ cảm ơn vô cùng. Cậu còn ở đây đóng kịch hay sao? Mau nhảy cùng với tôi nào. Cầm lấy, nắm chặt vai của tôi nhé. Nhảy. Đại sư à, tổ tiên của tôi chắc không sao chứ? Không sao, chỉ bị xước mẻ một tí thôi. Đại sư à, nhóc à, mang các cô gái qua đây nào. Peter, hãy trông chừng kỹ người lực tôi nhé. Tôi đã bảo tên da đen nó làm rồi, tôi khỏi phải làm. Nhưng anh cũng là người da đen, tôi nói là ông phải làm chứ. Đây là cái gì chứ? Giết nó đi. Tôi thật không ngờ đấy. Đừng lo, súng giống không nhầm nhò gì. Này đừng gỡ lá bùa, sẽ gặp tai họa lớn đấy. Peter.
Tôi nghe đây. Nói tiếng Anh này tôi không hiểu tiếng Phi Châu đâu. Con quái vật ở đây rất nguy hiểm. Chiếc xe Jeep ở bên đó đấy, tôi đếm 1 đến 3. Ông chạy sang đó rõ chưa? Được. Chuẩn bị nào. Chuẩn bị rồi. Một, hai, ba. Mẹ ơi, chết tôi rồi. Ông ta đang đuổi và đùa giỡn với những người đó. Như vậy cậu ta đã khống chế được ông ta rồi. Sao ông ta có thể nhảy tiếp được chứ? Cậu Lực Tô đã hiểu và xem ông ta như thiên thần. Các cậu ta lại tốt bụng cứu giúp cô ta. Ủa, cậu ta biết lái xe sao? Không biết lái xe là bị đẹp. Nên bị các bạn chê trách, nhưng cuối cùng cậu ta có một cặp mắt nhận xét rất hay. Tôi thật tin vào cậu ta, và cậu ta cũng rất thông minh. Xem này, cậu ta tập lái bằng cách đó đấy. Cuối cùng cậu ta cũng biết lái rồi. Tôi không chịu được nổi rồi, cậu xuống đi nào. Ở dưới có cành cây, tôi không thể xuống được đâu. Vậy thì leo lên đi.